Vâng, xin kính chào anh em cộng đồng PE Network Việt Nam. Lời đầu tiên xin được kính chúc anh em sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Ngày hôm nay cập nhật một số thông tin cực kỳ chất như nước cất dành cho tất cả anh em cộng đồng PE Network trên toàn thế giới. Thông tin đầu tiên muốn công bố cho anh em đó là bộ đếm thời gian đã quay trở lại với tất cả chúng ta. Trước kia thì rất nhiều anh em nghĩ rằng là nếu mà không có bộ đếm thời gian có nghĩa là chúng ta không phải kích tia sét hàng ngày để khai thác pi nữa. Đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm và đi ngược với cơ chế khai thác của đội ngũ Pico Team và ông Nicolas. Nhiều người đấy thì nghĩ rằng là không có bộ đếm thời gian thì nó rất là bất tiện. Và bây giờ chúng ta đặt cái giả sử rằng nếu mà khai thác pi mà không có bộ đếm thời gian thì nó sẽ bất tiện vô cùng. Bất tiện như thế nào? Nếu mà không có bộ đếm thời gian ấy thì chúng ta sẽ không biết còn bao nhiêu thời gian nữa để chúng ta vào khai thác và dẫn đến trì trệ chậm trễ trong việc khai thác pi. Rất nhiều anh em pioneer trên toàn thế giới đã gửi tin nhắn phản hồi cho ông Nicolas và ông Nicolas đã hứa là sẽ khắc phục trong thời gian tới. Và đúng như lời hứa của ông Nicolas thì hôm nay đội ngũ Pico Team đã khắc phục thành công vấn đề bộ đếm thời gian. Và để hiện cái bộ đếm thời gian này đấy thì anh em ấn vào biểu tượng tia sét và bộ đếm thời gian sẽ hiện ngay ở bên dưới cái số pi mà bạn đã khai thác được. Thông tin cực chất thứ hai đó là ở Đài Loan hiện tại bây giờ rất nhiều các trang thương mại điện tử, các công ty, các shop, cửa hàng đã chấp nhận thanh toán bằng pi khi mà pi chưa cần lên mainnet. Thế có nghĩa là như nào? Có nghĩa là giả sử như một shop bán điện thoại với giá là 5 pi thì sẽ chấp nhận bán cho người mua với giá 5 pi và không cần thanh toán ngay. Bởi vì pi chưa lên sàn nên chưa thể thanh toán bằng pi được, mà chủ shop sẽ yêu cầu người mua sẽ phải trả 5 pi sau khi mà pi lên sàn và cộng thêm với tiền lãi nữa. Có thể tùy theo từng shop mà cái số lãi này có thể được quy định cụ thể. Ví dụ là người mua sẽ phải trả thêm cái tiền gốc là 5 pi cộng thêm cái số tiền lãi là 5 pi nữa là có thể phải trả cái điện thoại đó là 10 pi chẳng hạn. Đấy là tùy shop nữa nhé. Đây là một cái thông tin rất là hay, chứng tỏ rằng ở Đài Loan ấy đã nhìn thấy cái giá trị của pi trong tương lai. Và trong tương lai gần thôi, khi bạn ra ngoài không cần phải mang bất kỳ một tí tiền mặt nào cả, vì thông qua web chính có thể sử dụng pi để thanh toán và tiêu dùng tất cả các dịch vụ rồi. Ngay cả khi bạn ra nước ngoài chỉ với một chiếc điện thoại di động thôi, bạn cũng có thể sử dụng pi để thanh toán tiêu dùng tùy thích. Trong những ngày gần đây thì ông Nicolas và đội ngũ Pico Team luôn nhắc nhở các anh em pioneer, những người tiên phong hãy giữ gìn cái tài khoản Pi Network cẩn thận. Bởi vì hiện nay thì các hacker đã nắm được cái giá trị của Pi trong tương lai, luôn lợi dụng cái sơ hở của anh em pioneer để chiếm đoạt cái tài khoản. Do vậy ông Nicolas đã nhắc nhở anh em là Pi được khai thác miễn phí bằng cách đóng góp cho hệ sinh thái. Tất cả các pi được khai thác chỉ có thể được claim từ bên trong ứng dụng của pi. Pi chạy trên blockchain của riêng nó trong khoảng thời gian mainnet kín. Vì vậy, việc mua bán hoặc pool thanh khoản trên các chuỗi khác là lừa đảo. Cẩn thận với các tài khoản đáng ngờ giả mạo, các thành viên Pico Team hoặc các bot. Đừng đưa ra thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai trên mạng. Không bao giờ chia sẻ mật khẩu ví pi của bạn. Luôn luôn cập nhật tin tức từ các kênh chính thức. Và Pi Network hiện không bán ICO hay bất kỳ một loại hình gọi vốn cộng đồng nào. Bất kỳ bên nào mạo danh Pi hoặc những người sáng lập của nó để tiến hành bán hoặc liêm yết là bất hợp pháp, trái phép và giả mạo và không có liên kết với Pi Network. Thế thì qua những cái thông điệp mà ông Nicolas và đội ngũ Pico Team nhắn nhủ cho các pioneer trên toàn thế giới như thế đấy thì chúng ta càng khẳng định một lần nữa rằng dự án Pico Network là một dự án cộng đồng, một dự án của nhân văn, một dự án của sự đồng thuận và chắc chắn nó sẽ mang lại giá trị cho tất cả mọi người trên toàn thế giới trong tương lai gần. Và một thông tin cực kỳ chất cuối cùng trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình có lướt Facebook và một bạn có đăng bài để bán cái tài khoản Pi Network của bạn ấy với giá là 1 Pi bằng 10 đô. Và bạn ấy có nói là nếu mà Pi lên sàn trên 10 đô ấy, thì người mua sẽ có lãi, còn nếu Pi dưới 10 đô ấy, thì người bán sẽ có lãi. Và bạn ấy có để lại cái số điện thoại cho anh em nào thích thì mua cái tài khoản của bạn đấy. Thì mình cũng xin chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình như này. Hiện tại ấy, thì KYC chưa được diễn ra toàn diện trên toàn thế giới, chỉ một vài người được KYC và chọn ngẫu nhiên
Khi mà bạn đăng bài lên ấy, thì nó là 50-50, có những người thích mua nhưng mà không dám mua bởi vì chưa được KYC. Nhưng mà mình nghĩ như này, khi mà người đều được KYC xong ấy, thì chưa đầy một giây ấy, thì rất là nhiều anh em Pioneer sẽ nhảy vào mua tài khoản của bạn. Bạn tin không? Còn hiện tại ấy, thì bạn đăng cái bài này lên thì rất nhiều anh em cộng đồng anti-P có vào, có chửi này, chửi lọ, chửi thế này, chửi thế kia. Nhưng không sao cả. Vẫn bạn cứ giữ cái nhiệt huyết với P Network như vậy. Và mình tin chắc rằng cái dự án này sẽ thành công. Và bạn sẽ thu được một nguồn tài sản lớn trong tương lai. Chúc bạn thành công.